Chào chị. Chị ơi, cho em hỏi đám cưới của anh Thiên Đức tổ chức ở đâu vậy chị? Dạ không chị, em nghe nói đám cưới được tổ chức ở chi nhánh 2 trên đường Nguyễn Văn Trỗi á chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, không có gì ạ. Chào hai chị. Chúc mừng em nha. Chúc mừng em nha. Chào mày. Chào, chúc mừng mày trăm năm hạnh phúc nha. Cảm ơn mày nha. Ủa, mày Quang đâu? Ờ, cô ấy không đến được. Hôm nay là ngày vui của tao, sao không tới được? Thông cảm cho cô ấy đi, cô ấy đang làm nhiệm vụ. Thôi, mày vô đi. Vui lên. Dạ, chào ông bà. Con chào ba mẹ. Chúc mừng con trai. Dạ con cảm ơn ba. Giờ con đâu? Dạ, giờ con đang trang điểm ở trong phòng đó ba. Sao kỳ vậy? Giờ này cũng đã trễ rồi, sao chưa ra đón khách nữa? Con mong là sau này mẹ sẽ hồi phục trí nhớ, sống một cuộc sống bình thường như trước đây. Không có gì đâu, con đón khách đi. Ba đưa mẹ vào trong. Dạ. Mình đi. Chị dặm lại cho em nghe. Trời ơi, bộ bầu quên hả? Hôm nay là đám cưới cháu nội tôi mà. Ừ, thấy bà bệnh nên tôi không có mời. Ừ, rồi dịp khác nghe. Ờ. Con gái của mẹ đẹp lắm. Chứ bây giờ con muốn làm sao? Nè, con đừng có buồn nữa, hãy vui lên đi. Biết đâu mong muốn của con sẽ thành hiện thực. Bây giờ ra ngoài tiếp khách đi. Em xin lỗi, em tới trễ. Anh chờ em lâu không? Em đẹp quá.
Làm gì nhìn em dữ vậy? Dạ chị uống gì ạ? Em uống nước trái cây cho đẹp da nghe. Nước ép cà rốt. Dạ. Em đẹp quá. Anh làm vậy lỡ ai nhìn thấy mét lại với chị Hồng là chết em luôn đó. Em đừng có sợ. Lần này anh nắm phần cán, con sư tử nắm phần lưỡi. Nó mà giở trò danh là đứt tay như chơi. Vậy là anh có cách gì trị được bả rồi hả? Anh có rất nhiều cách. Yên tâm đi, đừng lo lắng. Anh yêu, anh rất là tuyệt. Em muốn đi. Em chịu khó cho anh thêm thời gian. Khi có tiền rồi anh sẽ chính thức cưới em. Cưới em? Ừ. Còn chị Hồng anh để cho ai? Ừ. Em tưởng anh yêu thương gì đến con sư tử cái đó à? Chẳng qua anh lợi dụng thôi. Có được tiền là anh bay liền. Anh của em lợi hại quá. Ừ, em yên tâm đi. Anh sẽ bảo kê em suốt cuộc đời này. Alo, anh nghe nè. Anh đang ở với con nhỏ nào mà tôi gọi nãy giờ mới nghe máy? Anh đâu có con nào ngoài em. Tôi mà biết anh cặp kè với con nào là chết với tôi đó. Anh không có dám. Em điện thoại kiểm tra anh đó hả? Con bác sĩ đâu rồi? Nhớ cho người canh gác nó cẩn thận đó. Khi nào thằng Nhân đưa con Vi về thì hãy thả nó ra. Có người đến cứu con nhỏ đó rồi. Anh làm ăn cái kiểu gì vậy? Sao lại để con nhỏ đó chạy thoát? Em yên tâm đi. Nhất định thần nhân cũng sẽ đến quậy phá cái đám cưới theo như kế hoạch của em. Mày đứng đây canh chừng, không được đi đâu nha. Dạ. Nhớ đó. Dạ. Mừng cho hai đứa. Chào hai đứa con nghe. Dạ cảm ơn. Vở kịch của cô dàn dựng công phu lắm. Tôi đã nói với ông rồi, tôi phải hại ông thân tàn ma dại tôi mới thấy hả dạ. Tôi nói cho cô biết, tất cả những tổn thất ngày hôm nay, về sau tôi sẽ bắt cô trả gấp 10 lần đó. Khoan đã ông Dương, còn một chuyện rất hay mà ông không thể ngờ được. Kẻ đến quậy phá đám cưới con trai ông chính là con trai kẻ thù của ông. Ông nói cái gì? Ông nghe cho kỹ đây.
Thiện Nhân chính là con trai của Thùy Dung với người chồng trước. Nói cái gì? Ghé vô đây. Cậu không có tiền lẻ hay sao vậy? Thì ông đi đổi đi. Cậu đợi tôi chút nha. Cô có tiền lẻ không đổi giùm tôi 50? Có không chị? Không có, đưa 15 ngàn trước đi. Cái thằng đó đó, hồi đó nó hoành tráng lắm đó. À. Nói chuyện ra toàn bạc tỷ không à. À. Nghe nói dạo này nó thua chứng khoán cái gì á, cho nên thẫn thờ như người mất hồn vậy đó. Trời ơi, bởi như vậy, chính khoán là con dao hai lưỡi. Có thời mau giàu lắm, còn không thời thì trắng tay luôn. Ồ, vậy đó hả? Nè, tiền của ông nè. Cảm ơn cô. Ừ. Tụi bay đó, toàn là cái lũ ăn hải không à. Chuyện gì vậy anh? Không có gì. Anh hai, con trên núi lửa lợi dụng thằng Nhân để hại anh. Anh cho em dọn tụi nó nha. Dọn? Nó cho mày đo dáng một lần.
Bộ mày không biết nhục hả? Nó chỉ gặp Mai thôi. Lần sau em gặp nó, nó sẽ biết tay em. Biết tay? Mày không phải là đối thủ của nó đâu. Quên đi. Chuyện này tao sẽ nhờ thằng mặt quỷ dàn xếp. Đức à, Nhật, ngày hôm nay cô đi đâu vậy? Cùng qua đây. Con đi đâu vậy? Con đi tìm kẻ thù. Có tìm được nó không? Không. Nhưng nó không thoát khỏi tay con đâu. Con thừa biết con không phải là đối thủ của nó mà. Bà đừng có xem thường con như vậy. Một khi con đối thủ ai rồi, con giết cho bằng được. Chỉ vì một đứa con gái quá tầm thường như vậy mà con đã đánh mất cả một tương lai của mình sao? Con chẳng khác gì một con thương thân cứ đâm đầu vào lửa vậy. Đồng Vi không có tầm thường như ba nghĩ đâu. Ba đừng có xem thường cô ấy. Con thường biết là con nhỏ không hề yêu con. Tại sao con cứ ôm mãi cái mối tình đơn phương như vậy hả? Là đàn ông, con phải lấy sự nghiệp làm trọng chứ. Còn cái chuyện tình cảm của con á, để sau này hãy tính đi. Nhưng mà thằng đó là mất mặt con, con phải giết nó cho bằng được. Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn con à. Mà muốn con xử thành nhân như thế nào? Cổ nhân có câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thương trường cũng như là chiến trường, con phải học thuộc lòng cái câu thành ngữ đi, để mà tận dụng quân cờ của con chứ. Ba muốn tận dụng thằng chó đó sao? Được à? Có chuyện này ba muốn nói với con. Thiện Nhân chính là anh em cùng mẹ khác cha của con đó. Tuy rằng hai anh em của con có những mối hiềm khích và ba cũng không ưa gì đó, nhưng mà chúng ta làm chuyện này là vì một người, đó là mẹ của con. Con không tin. Làm sao có chuyện đó được? Lúc đầu thì ba cũng không tin,
Nhưng mà mọi chuyện nó quá rõ ràng như vậy, không tin cũng không được. Nếu nó là anh em của con, tại sao nó lại giật vợ của con? Nó là thằng tôi. Con bình tĩnh đi. Chẳng qua nó bị người khác lợi dụng thôi. Con thừa biết người đứng sau là ai mà. Hả? Ý bà muốn nói là mẹ của Đông Phi? Phải. Người đàn bà này quá nhiều thủ đoạn. Bà ta có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Kể cả hy sinh hạnh phúc của con gái mình à? Có khi Đông Phi không phải là con gái của bà ta. Ý bà nói vậy là sao? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Bà đã cố gắng làm sáng tỏ chuyện này. Để rồi coi, bà ta còn dám giở thủ đoạn gì với bà nữa hay không? Tuần tới là họp hội đồng quản trị để công bố số cổ phần mà bà nắm trong công ty của bà. Bà có cách nào đối phó bà ta chưa? Đây chỉ là một vở kịch thôi. Mà cái phần hay nhất á, thường diễn ra ở phần cuối của vở kịch. Con hiểu chưa? Đức! Con đi đâu đó? Con đi tìm Đông Vi. Tụi nó dám khóa máy không nghe điện thoại của mình. Tìm khắp nơi không thấy bóng dáng hai đứa nó đâu. Có khi nào tụi nó bỏ trốn luôn không? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tụi nó không dám qua mặt tôi đâu. Một nam một nữ đi qua đêm kiểu này không có gì mới lạ. Cũng tại anh chứ ai. Anh để sổng mất con nhỏ bác sĩ đó nên không khống chế thằng Nhân được. Thì nó tới quậy phá cái đám cưới theo ý muốn của em rồi còn gì nữa. Anh mau dẫn đám đàn em của anh đi tìm con Vi và thằng Nhân về đây. Nếu không thấy tụi nó thì đừng về đây nữa. Con sư tử cái kìa. Chờ đó, nhất định tao sẽ lấy lại những gì đã mất. Sao còn chưa đi nữa?
Trời thơm quá à. Lần đầu tiên em được ăn mật nướng trên bãi biển. Lãng mạn quá à. Mà em hỏi anh một chuyện được không? Có chuyện gì em hỏi đi. Nếu chị Thục Nguyên không bị bắt cóc, liệu anh có giải thoát em khỏi đám cưới với Thiên Đức không? Em hiểu rồi. Tất cả mọi chuyện là do mẹ em gây ra. Và ta bất chấp tất cả mọi thứ để nhằm vào mục đích trả thù. Ngay cả con ruột của mình mà bà ta cũng không buông tha. Bà ta đã đánh mất lương tâm của mình rồi. Không biết em có phải là con gái ruột của mẹ em không nữa. Ước gì ba em còn sống, mọi chuyện sẽ không rắc rối như vậy. Anh cũng đang nghĩ điều này từ lâu rồi. Anh không nói ra sợ em buồn. Nhưng chuyện đã đến mức này rồi, chúng ta phải tìm ra sự thật thôi. Em đang ở đâu?
thuốc hả? Tôi muốn uống thuốc. Uống thuốc. Chuyện gì vậy? Hả? Cô chủ ơi, cô chủ ơi, cô chủ, cô chủ có sao không cô chủ? Cô chủ, cô chủ ơi, hả? Bà chủ ơi, mau! Thiệt tình, tha có ly trà cúc mà đi cả buổi trời vậy. Cứ gì mà làm ăn cái gì cũng chậm lục à. Gì vậy? Bà chủ ơi. Gì mà hớt hải dữ vậy? Cô chủ nói đi. Đập bể bình trà rồi trời. Đập phá lung tung trong nhà. Trời ơi là trời. Điên cái gì mà ngày đêm cũng điên thiệt riết rồi. Khổ hết sức luôn vậy trời ơi. Bà chủ ơi. Cái gì nữa bà vậy? Cô chủ. Cô chủ chảy máu nhiều lắm. Trời, nó bị cái gì mà chảy máu? Trời ơi, còn ở đó mà chỉ với chỗ nữa. Chẳng tôi đi coi lẹ lên dạ. Trời sao mà khổ chứ gì, không biết nữa. Lên đi. Đâu rồi? Trời ơi, sao mà dữ vậy nè? Tôi làm nó xô ngã cô chủ đó mà. Trời ơi, gọi xe cấp cứu nhanh lên. Dạ. Trời ơi. Dung ơi Dung, mày tỉnh lại đi. Mày mà có mệnh hệ gì thằng Cường nó cắt cổ má đó. Dung ơi tỉnh lại đi. Trời ơi. Cái gì vậy con? Cái gì vậy con? Đạt, bình tĩnh đi con. Có chuyện gì vậy con? Đạt ơi. Hôm qua thị trường xuống tiếp, hôm nay lại còn sụt giá nhanh hơn. Tôi phải bán đi hàng loạt. Số lãi còn lại nhỏ nhoi của tôi, hôm qua còn một ít, hôm nay lại mất trắng. Tôi không thể rút chân ra khỏi đống đổ nát này với 10 tỷ cùng nguyên vẹn. Giấc mơ tỷ phú của tôi. Đạt. Giấc mơ tỷ phú của tôi. Đạt, con đừng làm mẹ sợ. Bình tĩnh đi con. Có mẹ chuyện gì vậy con? Mẹ à, con mệt mỏi lắm rồi. Thị trường chứng khoán tụt dốc không có điểm dừng. Con mệt mỏi quá rồi. Đạt, con nói gì mà mẹ không hiểu gì hết vậy? Con mệt mỏi quá rồi. Đạt, con mệt mỏi lắm rồi. Đạt, mệt quá rồi mẹ ơi. Tới nhà rồi, em vô nhà đi. Đây là lần cuối cùng mình gặp nhau hả? Người ta có thể làm mọi thứ vì tình yêu, chỉ một mình anh là không. Nếu vì hạnh phúc của mình mà làm tổn thương người khác thì anh không thể. Hơn nữa, đó là người thân của anh. Nhưng anh ta có coi anh là anh trai đâu. Cho dù Thiên Đức không coi anh là anh trai của nó, nhưng tụi anh cùng một mẹ sinh ra, điều đó không thể nào chối bỏ được. Đã làm gì vậy? Không được đánh anh Nhân. Thằng này là thằng tôi. Đồng Vi, mày cứ đánh tiếp đi. Đến khi nào mày muốn thôi thì thôi. Mày đừng mà, đừng mà, anh đừng đánh anh Nhân mà.
định đánh chết anh ruột của mày hả? Thằng này không phải là anh của tao. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không ngờ anh dám mở miệng ra anh nói những câu đó. Tôi nói cho anh biết, không bao giờ tôi muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Anh bảo về đi. Đồng Vi! Anh tránh ra! Đồng Vi! Lại đi. Một danh sách các số điện thoại của các đại gia. Giờ nhiệm vụ của em là điều các em đi chơi với mấy ảnh. Em mà tò te với thằng nào là biết tên. Cái này á em không đảm bảo được đâu nha. Vì đây là mệnh lệnh, em phải làm theo thôi. Ai ra cái mệnh lệnh quái quỷ đó? Thì bà Hồng chứ ai. Bà muốn là em làm tú bà, đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Lỡ mà khách có yêu cầu á, em cũng đâu từ chối được. Sư tử cái này anh phải cho nó biết tay. Em cũng khổ tâm lắm, tại vì miếng cơm manh áo thôi chứ em đâu có muốn làm nghề này đâu. Dẹp ba cái trò dớ dẫn này cho anh. Em mà không làm á, má cho em nghỉ việc rồi tính sao? Để anh nói chuyện với bà ta. Thuốc hả? Đừng thuốc, mày cái gì thuốc. Bình trà. Bình trà. Bình trà. Đau quá. Đau quá. Cô làm sao vậy? Tôi đau đầu quá. Vết thương ra nhiều máu quá cho nên cô bị choáng đó. Cô nằm nghỉ một lát sẽ khỏe lại. Tôi có sao không bác sĩ? Cô không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Bà ấy hoàn toàn tỉnh táo, đâu có dấu hiệu mất trí đâu. Thôi cô nằm nghỉ nha. Cảm ơn bác sĩ.
Em tỉnh rồi. Em thấy trong người thế nào? Anh có mang cháo cho em. Anh đợi em về ăn cháo nha. Anh đút cháo cho em ăn nghe. Tôi tự ăn được rồi. Em bệnh. Để cho anh làm công việc này nghe. Em này. Há miệng đi em. Em biết không, anh đã cho người tìm con Lan rồi. Nhất định phải bắt nó tới đây xin lỗi em. Anh không cần phải làm như vậy đâu. Nhìn em tỉnh táo như vậy, em cũng biết anh tên gì không? Anh Dương. Vậy em có nhớ em tên gì không? Không sao đâu. Em ăn nữa đi. Nè, ăn nữa nghe. Em ăn một miếng nước nghe. Cậu đến đây cũng chẳng có ích gì đâu. Mẹ cậu cũng chẳng nhớ ra điều gì cả. Tôi tin là một ngày nào đó mẹ tôi sẽ nhớ lại tất cả. Điều mà bà ấy sẽ nhớ ra đầu tiên là người đã hãm hại ba tôi. Cứ để chờ xem. Em à, em có nhớ được cậu thanh niên này không? Tôi thấy quen quen. Mẹ của cậu không hề nhớ bất cứ chuyện gì, cho dù chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi đã làm tất cả những gì mà tôi có thể làm được. Nhưng mà xem ra căn bệnh mất trí nhớ của mẹ cậu đã ăn vào cơ thể rồi. Không, nhất định mẹ tôi sẽ nhớ lại. Thôi được rồi, tôi sẽ để cho hai người nói chuyện với nhau. Anh ra ngoài một chút nha. Kẻ cướp cô dâu, hôm đó cậu làm tốt lắm. Có phải là Lam Hồng đã trả cho cậu một số tiền rất lớn để cậu làm chuyện đó không? Cậu tới thăm tôi hả? Bà nhận ra tôi sao? Tôi quen với cậu mà. Có cái này tôi tặng cho bà nè. Cậu tặng tôi? Đẹp quá. Cảm ơn cậu nha. Thank you.
con trong thời gian sớm nhất. Anh thật có lỗi với em. Lẽ ra anh không nên kéo em vào những chuyện rắc rối của anh. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa anh. Em chỉ sợ những ngày sắp tới anh sẽ gặp nhiều phiền phức. Anh không sao đâu. Người đàn ông đó là kẻ thù của anh sao? Thù hận sẽ làm cho con người ta đau khổ. Em không muốn anh sống như thế này nữa. Cái chết của bà anh đã ám ảnh anh suốt 20 năm qua. Anh đã thề với lòng mình phải trả thù cho bà. Nếu không làm được điều này thì anh chết cũng không nhắm mắt đâu. Chỉ có người trong cuộc thì mới hiểu được tâm tư của mình. Em biết bây giờ em có khuyên anh thì cũng bằng thừa. Em là một cô gái tốt. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với em. Có thật như vậy không anh? Em không thấy là bên cạnh em còn có người quan tâm em hơn anh nhiều sao? Là ai vậy anh? Anh không nói em cũng biết mà. Thôi, anh về trước nha. Alo. Quyên ơi Quyên. Dạ. Cô Út nè. Dạ. Có gì không cô? Con ơi, con gặp cô một chút được không? Con nhớ đừng có nói với ai là con đi gặp cô. Bây giờ con ra công viên gần bệnh viện á, con gặp cô nghe. Được rồi, cô cứ chờ con ở đó đi. Con ra liền. Con ra liền đi con. Dạ. Ai gọi Thục Quyên vậy? Một người quen thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi trước. Chú về đi nha. Chuyện gì vậy cô? Con ơi,
khổ thân cô quá. Có chuyện gì vậy cô? Mất hết rồi con ơi. Tiền bạc, nhà, sự nghiệp của thằng Đạt tiêu tán hết rồi con ơi. Bây giờ thằng Đạt nó đang bị công an truy nã. Anh Đạt đã làm gì mà bị công an truy nã vậy cô? Hả? Nó dính vô ma túy đó con. Nó không đủ tiền hút chích nên nó tìm cách chiếm dụng tài sản. Bây giờ công an tịch biên hết nhà cửa rồi con ơi. Không còn gì nữa hết. Cô bình tĩnh đi cô. Con ơi, thằng Đạt nó đến tìm con, con rộng lòng giúp đỡ nó nghe con. Cô à, trốn tránh không phải là biện pháp tốt đâu con. Cô biết. Bây giờ anh Đạt đã phạm tội thì phải ra đầu thú. Con thấy là pháp luật sẽ khoan hồng cho những người biết hối cải. Cô biết, nhưng mà nếu mà con gặp nó, con khuyên nó giùm cô. Nó chỉ nghe một mình con thôi à. Được rồi, con sẽ giúp cô. Ba gọi con về có chuyện gì không ba? À, con ngồi xuống đi. Ba có chuyện muốn nói với con. Dạ. Con nên khép lại vụ điều tra mặt quỷ để nhận nhiệm vụ mới. Ba, đây là lệnh. Ba cho con thêm một thời gian đi ba. Con sẽ nhanh chóng kết thúc vụ án này. Thời gian con điều tra vụ án này đã quá lâu rồi. Con cũng biết mặt quỷ là một tên rất gian xảo. Hắn đã qua mặt chúng ta biết bao nhiêu lần. Ba, nhưng mà con muốn chính tay con bắt tên mặt quỷ đó. Chúng ta không nên bứt dây động rừng. Hiện giờ mặt quỷ ở trong bóng tối. Có thể một thời gian dài nữa hắn ta mới xuất đầu lộ diện. Còn chuyện của Phi Yến, con hãy giúp đỡ cô ta cải tạo để trở thành người tốt. Dạ, con sẽ khuyên cô ấy ra đầu thú. Có chuyện gì? Dạ thưa giám đốc, bà Lam Hồng cần gặp giám đốc. Cho bà ta vào. Dạ. Vô đi. Mời bà. Cô cũng dám giác sát tới đây. Tôi chính thức nắm trong tay 30% cổ phần ở đây. Sự xuất hiện của tôi làm ông khó chịu lắm hay sao? Lòng tham trong con người của cô thật là vô đáy. Cô đã chiếm đoạt tài sản của chồng cô. Bây giờ cô lại dùng những thủ đoạn đê hèn. Cô muốn chiếm luôn tài sản của tôi nữa. Ông muốn nghĩ sao thì tùy ông. Quan trọng là sau cuộc họp hội đồng quản trị, tôi chính thức là cổ đông của tập đoàn. Cô đừng có vội mừng.
Gián bài vẫn chưa kết thúc. Không ai biết được thắng thua sẽ thuộc về bên nào. Ông nói nghe hay lắm. Vậy ông nói cho tôi biết cảm giác khi hai đứa con trai của Thùy Dung trở thành tình địch như thế nào đi. Bọn chúng sẽ xem nhau như kẻ thù chỉ vì một chữ tình. Chuyện của bọn trẻ tôi không có quan tâm. Chắc chắn ông sẽ quan tâm nếu Thùy Dung hồi phục trí nhớ. Lúc đó cô ta sẽ rất đau lòng khi biết ông ra lệnh cho Thiên Đức ra tay với thiện nhân. Lam Hồng, cô đừng có tưởng là bản thân mình biết được hết chuyện của người khác. Còn thâm cung bí sử của cô không giấu được ai đâu. Ông biết gì về tôi chứ? Lam Hồng, sau cái lần cô uống thuốc phá thai, cô không còn khả năng sinh con được nữa. Không biết là cái mối quan hệ của cô và Đông Phi phải gọi là như thế nào đây ta? Hả? Xem ra ông vì bối rối mà lời nói trở nên hồ đồ rồi đó. Nhìn cô kìa, cô biết tự an ủi mình quá đi chứ. Bá Dương, ông đừng có tự cao tự đại. Ván bài này tôi nhất định không thua ông đâu. Hẹn gặp lại ông ở cuộc họp hội đồng quản trị. Chào ông. Tôi tin là một ngày nào đó mẹ tôi sẽ nhớ lại tất cả. Điều mà bà ấy sẽ nhớ ra đầu tiên là người đã hãm hại ba tôi. Cậu thanh niên đó là ai? Sao mà nhìn thấy cậu ta thân quen quá? Chiếc đồng hồ này quen quá. Hình như mình đã gặp nó ở đâu rồi. Tưởng nha con. Đúng rồi. Chậm chậm nè. Rồi, bà buông tay nè. Đó, đó. Không sao, không sao. Lại, lại. Rồi, rồi đặt từ từ nha. Cố lên, cố lên. Giỏi quá.
Mà trời ơi, trời ơi, con vô con không gõ cửa là má giật mình à? Có chuyện gì không? Má, dạo này con thấy má chịu khó đi chùa rồi ăn chay niệm Phật nữa. Nhưng mà làm cái gì thì làm, má nhớ về sức khỏe đó. Gần đây má không ngủ được, nhắm mắt lại là nhớ chuyện ngày xưa. Má biết má đã gây ra nhiều nghiệp chướng, bây giờ má phải trả thôi con à. Má, má hãy bỏ hết những cái suy nghĩ cũ hủ của má ra đi. Thời buổi bây giờ không có ai tin vào mấy cái chuyện đó đâu. Trước đây má cứ nghĩ có tiền là có tất cả, má bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm ra tiền. Bây giờ má mới hiểu ra rằng tiền bạc không giải quyết được gì hết, đơn giản chỉ là vật ngoài thân thôi con à. Má, nếu không có tiền thì sẽ không làm được cái gì đâu má. Con à, má muốn cuộc đời còn lại của má được sống gần con gần cháu. Hay là con giao hết sản nghiệp của con cho con Trinh đi con. Má nghĩ đó cũng là cách để con trả món nợ ân tình cho nó. Nếu như ngày trước á, má không cho nó uống thuốc phá thai, biết đâu bây giờ má có thêm một đứa cháu nội mà nó cũng không thù hận gia đình mình cho tới bây giờ. Má, có phải thằng Đức nó sử dụng má làm chuyện này không? Má nghĩ sao vậy? Sự nghiệp này là do xương máu của con gầy dựng nên, tự nhiên đem giao cho người khác là sao chứ? Má già rồi nhưng má không có lú lẫn, không có ai xúi giục má trơn á, là do lương tâm của má cắn rứt thôi. Má, chuyện của con về Mỹ Trinh má đừng có bận tâm. Cô ấy muốn dùng thủ đoạn để tranh giành tài sản của con hả? Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Má nghĩ con với con Trinh á nên giải quyết chuyện này cho nó êm xuôi đi. Bây giờ đứa nào cũng quá nửa đời người rồi, thù hận chi cho nó khổ thân vậy? Cây muốn lần mà gió chẳng ngừng, tự cô ấy gây rắc rối cho con thôi. À con à, còn chuyện con Lan nữa, con tha cho nó đi, coi như má năn nỉ con đó. Nó đã làm lỗi mà còn bỏ trốn đi, má nghĩ con sẽ tha cho nó dễ dàng sao? Thôi má nghỉ ngơi đi. Gì đâu. Uống với tôi không? Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Nói chuyện xong rồi tôi sẽ uống với anh tới sáng. Chuyện gì? Cô nói đi. Ở đây không thích hợp. Theo cô ở đâu mới thích hợp? Nhà của tôi. Nhà của cô? Tôi thấy chỗ đó không thích hợp, chỗ khác đi.
Anh đừng nghĩ là tôi lợi dụng anh. Nhà của tôi là nơi thích hợp nhất cho cuộc nói chuyện của hai chúng ta. Cô làm tôi thấy tò mò quá. Được. Mày có mang theo hàng không? Dĩ nhiên tao phải có. Vậy đưa đi cho tao, tao quả quá rồi. Khoan đã, mày ói tiền ra trước đi. Thì mày cho tao thiếu đi, ngày mai tao trả gấp đôi cho. Mày có biết mày nợ tao bao nhiêu rồi chưa? Anh em thì cũng phải có giới hạn. Mày trả nợ trước cho tao đi cái đã. Mày làm cái gì dữ vậy? Thấy tao hết tiền nên đổi giọng chứ gì. Mày không cần phải nói nhiều lời với tao. Tiền cao cháo múc, vậy thôi. Khi nào có tiền thì gọi tao. Anh uống nước đi. Cô làm gì vậy? Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một gang tấc. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, anh sẽ vĩnh viễn không gặp lại người thân của anh nữa. Anh sợ tôi rồi sao? Nếu tôi sợ, tôi đã không đến đây. Nhưng tôi không nghĩ là cô đã bỏ thuốc độc vào ly nước để hại tôi. Tôi là Phi Yến, biệt danh là Mèo Quang, trong nhóm sát thủ thần tốc của mặt quỷ. Cái gì? Trước mắt tôi là một nữ sát thủ lạnh lùng đấy sao? Cô làm cho tôi ngạc nhiên quá. Anh uống nước đi. Ly này không có độc đâu. Nếu cô muốn giết tôi thì cô đã không giành ly nước trên tay của tôi rồi. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Được, cô nói đi. Thiên Đức muốn lấy mạng anh, và anh ta nhờ tôi làm việc đó. Thiên Đức? Đúng vậy. Tôi và Thiên Đức là đồng môn với nhau. Chúng tôi cùng chịu sự ảnh hưởng của mặt quỷ. Vậy mặt quỷ là ai? Mặt quỷ là bản sao của Bá Dương. Hắn luôn núp trong bóng tối, chuyên làm những chuyện phi pháp. Có thể giữa hắn và Bá Dương có một mối quan hệ mật thiết, hoặc cả hai chỉ là một. Y cũng muốn nói Bá Dương chính là mặt quỷ sao? Tôi chưa có bằng chứng để xác minh chuyện này. Vì vậy tôi mới cần anh giúp. Chỉ có anh mới là đối thủ của Bá Dương. Tôi không muốn dính dáng đến những rắc rối khác.
Tôi chỉ muốn vạch trần tội ác của Bá Dương để trả thù cho ba tôi mà thôi. Anh đã leo lên lưng cọp rồi, anh không thể nào xuống được trong lúc này đâu. Vậy theo cô, bây giờ tôi phải làm gì? Bắt đầu từ mẹ anh. Bằng mọi giá phải làm cho bà ấy hồi phục lại trí nhớ. Mẹ tôi thì có liên quan gì tới chuyện này? Mẹ anh chính là lá bùa hộ mệnh để anh có thể ngồi vững trên lưng cọp. Nè con. Dạ mời cô. Cảm ơn. Dạ. Anh ơi tính tiền. Để trả cho. Bao nhiêu vậy anh? Của anh hai tôi 40. Này, gửi anh. Dạ, cảm ơn. Mình đi. Tiền này nói. À. Tục Quyên hả? Có gì không em? Anh Nhân. Anh ơi, anh Đạt, anh bị công an truy nã khắp nơi, bây giờ đang trốn trui trốn nhủi đó anh. Nó làm gì mà bị công an truy nã? Em nghe nói là ảnh lừa gạt tiền bạc gì của con quỷ á. Ảnh gọi cho em kêu em tìm cách cứu ảnh. Nội ơi, con có chuyện phải đi một chút nha nội. Thưa quý vị, cuộc họp ngày hôm nay rất ngắn gọn. Tôi muốn đính chính với tất cả mọi người rằng cổ phần của má tôi và con trai tôi không có gì thay đổi cả. Bởi vì cô Lam Hồng đã rút tên ra khỏi tập đoàn vì một lý do riêng của cô. Chuyện này là sao? Dê. Mày dán cái của nợ về làm gì? Nhìn thấy mặt là tao không ưa rồi. Tao xin lỗi mày.
Đang lý ra tao phải hỏi mày trước khi đem thằng Đạt về đây. Mày đặt tao vô chuyện đã rồi không à? Lỗi phải gì? Tao hiểu rồi. Chờ ít bữa nữa tao sẽ đưa nó đi. Mày giận tao hả? Tao có đuổi thằng Đạt đi đâu. Nhưng mà thằng Đạt là tội phạm đang bị truy nã. Chứ chấp nó ở đây phiền cho mày. Bao nhiêu chuyện, chuyện nào mà tao không gặp qua. Nhưng mà tao lo là lo cho mày đó. Có chuyện gì cũng ôm như mình hết trơn à. Đúng là lòng tốt lúc nào cũng bị lợi dụng. Mày á, càng ngày tao thấy mày càng giống bà Tám. Hẹp hòi, ích kỷ, tính toán so đo. Quân tử như mày á, có ngày nó hại chết mày đó. Phim nỉa đâu ra hả? Phim gì? Mối quan hệ của chúng ta rất kín đáo, chỉ diễn ra ở nhà anh. Vậy mà ai đã quay phim? Không phải anh thì còn ai nữa hả? Cái này là anh chỉ muốn ghi lại hình ảnh sống động của hai đứa mình. Ai ngờ tới tay Cường Tốc Độ. Lẽ nào Phi Phi? Anh nói ai? Phi Phi. Anh nói ai? Phi Phi. Anh dám cho con Phi Phi vào phòng hả? Hai người đang nằm với nhau rồi đúng không? Nói. Tỉnh lại đi, chuyện đâu còn có đó mà. Trời ơi là trời, tôi nuôi ông tay áo mà. Bây giờ anh đi gặp Phi Phi, hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được. Không cần. Con nhỏ đó để cho tôi trị nó. Cường Tốc Độ dùng đoạn phim này ép em giao trả lại 30% cổ phần cho hắn phải không? Phải. Chỉ là một đoạn phim ngắn thôi, có gì nghiêm trọng đâu. Trước sau gì mọi người cũng biết mối quan hệ của anh và em mà. Không phải là lúc này. Một khi tôi chưa nắm trong tay toàn bộ gia sản của Trần Đông thì tôi không muốn cho ai biết cả. Nhất là con Vi, vì nó luôn coi tôi là thần tượng của nó, anh hiểu không? Vậy là ván bài này cũng như mất trắng hả? Thua keo này, tôi sẽ bày keo khác. Tôi còn trong tay con ách, chưa tung ra thôi. Thôi bình tĩnh đi, đừng nóng giận vậy. Mối quan hệ của mình trước sau gì mọi người cũng biết mà. Nha, yeah, yên tâm đi. Nha, yeah. Anh thương. Ba làm cách nào mà bà ta chịu giao 30% số cổ phần đó cho chúng ta vậy? Đối với hàng người như người đàn bà đó thì lấy độc trị độc thôi. Cụ thể là như thế nào, ba nói rõ cho con biết được không? Con không cần biết là ba làm như thế nào. Nhưng có một điều là từ đây về sau, con phải cùng với ba tập trung vào mọi chuyện. Đừng bao giờ để xảy ra chuyện này một lần nữa. Con thì không thông minh bằng ba, chỉ sợ làm cho ba thất vọng thôi. Con đã vấp ngã một lần rồi, con không thấy sợ sao? Con là con trai của ba, nhiều khi ba thấy con không giống ba một chút nào hết. Nhiều lúc con nghĩ ba chính là mặt quỷ, vì tính cách của hai người rất giống nhau.
Ba thì không bao giờ hại ai hết, và cũng không bao giờ để cho người khác hại mình. Nếu như người khác dùng thủ đoạn với ba thì chắc chắn ba sẽ dùng thủ đoạn lại với họ thôi. Còn đối với mặt quỷ thì khác, nham hiểm, độc ác. Đối với mặt quỷ thuận thì sống, mặt nghịch thì chết. Hiểu chưa? Mày nói mày không đặt chân vào ngôi nhà này nữa mà, mày về đây làm gì? Má ơi, con biết là má không tha thứ cho con. Con về đây gặp má lần cuối rồi con đi. Mày muốn đi đâu mày đi, mày về đây mày gặp tao làm cái gì nữa? Rồi má ơi, má cho con ở đây với má. Má kêu con làm gì con cũng làm hết má ơi. Má cho con ở đây với má. Nhà tôi nghèo lắm, không có dám chứa chấp người sang trọng như cô đâu. Má ơi, con biết lỗi rồi má ơi. Mày đi tìm thằng Đạt, kêu nó đi đầu thú đi. Trốn tránh pháp luật là không có tốt đâu. Mày đi đi. Dạ. Má ơi, con biết thằng Đạt nó đang ở đâu nè má. Má ơi, má cho con ở đây đi má ơi. Má ơi, con xin má, con có tội với má. Má tha tội cho con, má cho con ở đây đi má ơi. Mày đi đi. Má ơi, đi đi. Má ơi, má. Nè, má bay đuổi bay đi. Là bay đi sao? Lại đây. Lại đây. Quỳ xuống. Xin lỗi má bay. Khi nào má hết giận thì mới được đứng lên. Má ơi, má
Chuyện của gia đình tôi, ông xen vô làm cái gì? Mau chải ruột mình, một khúc ruột cắt ra, bà đành lòng bỏ nó sau. Ông tưởng tôi vui sướng lắm sao? Thấy con cái của mình như vậy, ở trong lòng của tôi giống như là ai cầm dao cắt từng đoạn ruột vậy. Má ơi, con có tội, con biết tội rồi má ơi, má cho con ở lại đây đi má ơi. Má, chỉ có con bỏ má, chứ má làm sao mà bỏ con được. Má, con đi đâu vậy? Con đi xử thân nhân. Bà đã nói với con rồi, con không phải là đối thủ của nó. Thằng đó chỉ là thằng cố rách áo ôm, tại sao bà phải coi trọng nó? Vì nó là con trai của mẹ con, sự thật này không thể thay đổi được đâu. Tại sao vậy? Tại sao con với thằng Nhân lại là anh em cùng mẹ khác cha? Bữa trước khi mẹ lấy ba, mẹ đã có một đời chồng hay sao? Nếu là như vậy, bà chính là người phá hoại hạnh phúc của người khác. Chuyện người lớn, còn biết gì mà nói hả? Ba phản ứng mạnh như vậy, không lẽ nào ba đã làm chuyện đó à? Con cấm miệng đi. Bà cấm con từ nay về sau không được nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng con muốn biết chuyện trước đây với ba và mẹ. Chuyện của ba lâu rồi, ba không muốn nhắc lại nữa. Con chỉ biết là mẹ con chính là người phụ nữ mà ba yêu nhất. Khuya rồi, về phòng nghỉ đi. Đi. Em ngồi đi. Vừa rồi anh với Thiên Đức nói chuyện, em có nhớ ra điều gì không? Tôi không hiểu hai người nói gì hết. Như vậy thì tốt, em không cần phải nhớ chuyện trước đây nữa. Hiện giờ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không nhớ gì hết á. Chỉ cần em nhớ anh là được rồi. Tôi không muốn cứ lẩn quẩn trong ngôi nhà này, tôi muốn được làm một công việc gì đó. Thôi, vô trong rửa mặt đi. Không lẽ ở đây khóc hoài sao? Đi đi con,
Con cảm ơn má, con cảm ơn má. Con cảm ơn ông Tư. Thật ra tôi qua đây là có chuyện muốn nói với bà. Có chuyện gì vậy ông? Tôi muốn nói chuyện của thằng Nhân. Thằng Nhân xảy ra chuyện gì sao? Tội nghiệp thằng nhỏ. Trong lòng của nó mang nhiều thù hận. Mà thù hận lại làm cho con người ta mất hết lý trí. Ông biết gì trong chuyện này mà ông nói? Bà thường hỏi tôi có dính dáng gì với giang hồ hay không. Thú thiệt với bà, trước đây tôi đã từng một thời ngang dọc. Chuyện gì mà tôi không biết? Con trai của tôi nó chết oan ức ra làm sao ông có biết không? Ông trời công bằng lắm, gieo gió thì ắt phải gặp bão. Suốt 20 năm qua tôi đã chờ đợi công bằng, nhưng mà nó có đến với tôi đâu. Bà đừng gieo vào lòng thằng Nhân thù hận như vậy. Bà có biết là nó đang đối đầu với những nguy hiểm không? Đó là trách nhiệm của nó, là bổn phận của người con. Nó phải vạch trần tội ác của kẻ đã giết cha nó. Kẻ gây tội trước sau gì cũng phải chịu hình phạt thích đáng. Bà nên nhớ, người hại không bằng trời hại đâu. Ông trời sắp đặt tất cả mọi chuyện hết rồi. Thằng Đăng nó hiền lành như vậy, vậy mà phải chết oan chết ức. Thử hỏi ông trời có công bằng với gia đình của tôi không? Sống chết có số, mà không nên oán trách ông trời như vậy. Ông gieo tiếng ác cho tôi chi vậy? Tôi oán trách ông trời hồi nào? Tôi chỉ nói là ông không công bằng với tôi thôi. Mà sao nãy giờ nói chuyện tôi thấy ông bàn ra không vậy? Bộ không có bà con với thằng Cường tốc độ sao? Bà đừng có bắt thằng Nhân phải dấn thân vào con đường nguy hiểm. Không ai dạy gì lấy trứng chọi với đá. Chuyện gia đình của tôi biết tự lo liệu. Ông đừng có xen vào. Tôi biết, nhưng thằng Nhân nó là đệ tử của tôi, thì tôi phải có trách nhiệm với nó chứ. Bà nghĩ đi, thằng Nhân là đứa tốt bụng, chuyện gì nó cũng ôm hết vô mình. Một mình nó làm sao chống chọi lại đây?